Tại vì chị chủ sang có nhiều nhân viên lắm, nhân viên rửa ly, nhân viên bỏ bã cà phê thôi, bỏ rác thải nhựa nữa bởi vậy. Xin chào mọi người, mình là Mander đây. Nếu như mà các bạn xem được cái clip này là các bạn là một trong những cái người rất là đặc biệt luôn. Tại vì đây là cái video đầu tiên mà mình quay ở Việt Nam. Hiện tại là mình quyết định rồi là mình sẽ nghỉ về Mỹ luôn. Mình làm ở cái quán cà phê. Bây giờ mình sẽ về đây mình làm bưng nước, mình làm phục vụ. Bây giờ mình thích ở Việt Nam, mình sẽ làm phục vụ. Mọi người bây giờ thì mình sẽ đi thay đồng phục. Đây mọi người, mình đã thay ra đồng phục rồi. Đồng phục tên là Luna Coffee. Nói nhỏ chứ hôm bữa là mình đi phỏng vấn, mới phỏng vấn mới vô thôi, nói hello chị là xong rồi cái chị đó tuyển mình liền luôn. Bởi vì mình mới quyết định là thôi mình không như mẹ nữa, mình ở đây làm phục vụ xuống hơn, để mình được uống cà phê sữa đá mỗi ngày, đúng không mọi người? Hi, xin chào mọi người. Thì bây giờ hiện tại là mình đang ở một cái quán cà phê có tên là The Luna Cafe. Đây là quán cà phê mà mình sẽ làm dài hạn. Mình sẽ ở đây mình bưng nước à. Nhưng mà làm gì thì làm thì mình cũng phải muốn giới thiệu cho mọi người thấy được cái quán nó như thế nào. Thì đây là những cái món thức ăn mà quán này có, rất là hấp dẫn nha. Xong rồi bây giờ mình sẽ đi vô đây nè. Thì quán có hai khu vực. Ở đây thì là khu vực sân vườn, giống như là kiểu chú bác thì họ lại thích ngồi ở ngoài, có ánh sáng, có nắng, có gió, thì giống như mấy cái cô chú đồ thì rất là thích, đúng không? Rất là rộng rãi luôn. Thì ở đây họ có một cái menu nữa. Đây là địa chỉ của quán nha mọi người. Ở 34 Trần Thị Chuyên, ấp Bầu Tròn, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi. Nói chung là tên hơi dài á, nhưng mà nói chung là các bạn nhìn vô đây cũng biết rồi, lên Google Maps search ra một cái giờ dễ lắm, công nghệ đồ. Đó, bên đây thì người ta còn có bán nước ép nè, cà phê, sô cô la. Sinh tố, trà, đủ thứ, trà sữa. Xong rồi có những cái món đặc biệt nữa. Nói chung là quán bán hơi nhiều đồ á. Bây giờ mình sẽ đi vào đây. Ở đây cũng vui lắm. Tại vì mình uống thì mình làm gì, mình rảnh rảnh thì mình có thể chơi. Cái này là cái gì? Chơi đá banh nè. Bít tông. Mình chơi bít tông. Đó. Kiểu cũng rất là giải trí. Uống cà phê mà cũng có đồ chơi nữa. Mình rất là thích cái mô hình cà phê này. Bởi vậy mình mới xin vô đây làm đó. Đây có thêm mấy cái đồ chơi con nít đồ á, mấy cái bập bênh đồ, nhìn hấp dẫn. Hồi nãy mình có nói là mình có hai khu vực đúng không? Hồi nãy là khu vực sân vườn, bây giờ tiến vô đây sẽ là khu vực nó kiểu hơi kiểu như là sao ta, nó rất là tuổi teen á, mình không biết phải nói sao, giống như là giới trẻ. Nó hiện đại, đúng rồi, cái từ đó đúng rồi, hiện đại. Thì giống như các bạn không thích sân vườn thì mình cũng có cái lựa chọn này. Đó, ở đây là có máy lạnh nha mọi người. Nhìn vậy chứ có máy lạnh nè. Rồi bàn ghế đồ nhìn rất là hiện đại luôn. Giống như thấy ở trên Instagram đồ á, check in đồ là mấy cái bàn ghế này chứ còn gì nữa. Bởi vì mấy bạn mà kiểu thích chụp hình, thích đăng story, đăng Instagram thì các bạn có thể vào đây. Đây mọi người, ở đây thì có một cái ghế sofa bự thì là bự luôn. Ghế này đó rất là sang nha, nhìn vô là check in đủ thứ, mấy nghìn like luôn. Bởi vì mọi người có thời gian, mấy bạn đi phượt, đi chạy qua Củ Chi, hay là mình rảnh rảnh không có làm thì mình xuống dưới đây mình uống cà phê. Mình uống cà phê thì các bạn sẽ gặp được mình sẽ bưng cà phê cho các bạn thì nước nó sẽ ngon hơn. Hi, xin chào mọi người. Thì đây là người chị yêu dấu của mình. Bây giờ mình không phải gọi là chị nữa mà là sếp rồi bây giờ. Thì hiện tại tụi mình sẽ làm một cái món nước kiểu như là cái signature của quán. Là nhiều người rất là thích cái món nước này. Thì cái món đó nó tên là Luna Cafe Macchiato. Bây giờ mình sẽ học làm barista. Ok, bây giờ mình làm hai ly. Bây giờ mình có hai cái ly.
2 ly nước. Ok, bây giờ mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu. Đầu tiên là cà phê cỡ 30ml. Bây giờ mình sẽ khuấy đều. Bây giờ là cái này là macchiato, mình sẽ đổ vào ly ở bước cuối cùng. Mà tới bây giờ mình cũng không biết là macchiato là cái gì. Chị có thể giải thích cho mình nghe macchiato là cái gì không? Ok. Macchiato á là mình đánh bọt sữa lên có một sắn mình. Macchiato có sữa tươi nè, mai nữa. Whipping cream. Bây giờ mình sẽ cho đá vô. Bây giờ bước tiếp theo là mình sẽ cho macchiato lên. Mình sẽ đắp bột cay cao lên. Và đây chính là món Luna Cafe Macchiato. Bây giờ thì mình sẽ ngồi ăn bánh uống trà với lại chị chủ. Bây giờ mình sẽ uống thử. Hấp dẫn, hấp dẫn. Rất là béo. Béo. Và ở đây mình không có cho đường vô nha. Mình chỉ sử dụng syrup với lại cái sữa đặc thôi đúng không? Sữa đặc. Dạ. Mình cực kỳ thích uống những cái loại nước mà nó không phải gọi là ngọt gắt. Tại vì mình để ý là ở Việt Nam á, bình thường là họ sẽ sử dụng rất là nhiều đường hóa học. Đặc biệt là trà sữa. Trà sữa Việt Nam hiếm mà mình thấy bán mà nó kiểu như là ngọt tự nhiên á. Mình thấy là nó nhiều đường và nhiều sữa hơn là nhiều mùi trà. Mình thích trà sữa nó có mùi trà và nó ít ngọt. Nên là mình rất là thích cái món nước này. Bây giờ mình sẽ ngồi ở cái góc này. Tại vì mình thấy cái góc này nó thích hợp để tâm sự nhiều hơn. Nó kiểu thơ mộng, xong rồi có hoa lá nè, rồi có ánh sáng trực tiếp soi vô tụi mình nữa. Bây giờ chị có thể chia sẻ cho em tình yêu cà phê của chị là xuất phát từ đâu? Well, bắt đầu từ đâu đây? Từ hồi xưa mới đẻ ra là thích đúng không? Đây. Chắc là vậy. Vậy hả? Hơi đỉnh nha. Yeah. Thì thật ra là mình thích cái cà phê từ khi mà mình bắt đầu mình học đại học, mình có thời gian rảnh mình đi ăn những cái quán cà phê, mình nhiều làm món cà phê. Sau này từ ngày mà mình về Củ Chi bán cà phê á, mình tiếp xúc nhiều với cà phê mỗi ngày mà. Rồi bắt đầu từ đó mình thích cái hương vị. Cái hương vị cà phê mỗi sáng, tưởng tượng xem 5 giờ rưỡi sáng mình mở cửa vào quán, mình nấu nước sôi, chế cà phê thì nó có cái mùi cà phê bốc ngập tràn vô cái căn phòng. Nó rất là tỉnh táo luôn. Giống như là mình không cần uống luôn á, là mình hửi thôi là mình cũng đã thấy tỉnh táo rồi. Làm gì làm trước tiên phải uống đi cà phê rồi mình mới làm những cái khác. Mọi người, hiện tại là quán mới vừa có một người khách. Bây giờ là mình sẽ làm nước. Mình hơi hồi hộp tại vì đây sẽ là lần đầu tiên mình làm nước. Và mình sẽ bưng ra cho người ta để hỏi coi là cái món đó nó có ngon. Mà mình thấy hình như chắc ngon mà mình làm mà. Khách đó order trà dâu đúng không chị? Bây giờ mình sẽ làm trà dâu nha. Đây, một ly nước. Đây là mứt dâu. Xong rồi một nửa trà. Một nửa chưa ta? Bây giờ mình sẽ mix nó lên. Rồi sau đó mình nhận một cái chanh. Bây giờ mình sẽ đi bỏ đá. Đá đây. Ta-da.
xong rồi mình sẽ trang trí, không bỏ vô thêm hết vàng. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí chắc làm kiểu hình trái tim đồ cũng được, hấp dẫn mọi người. Đây bạc hà ở chính giữa đây. Mình sẽ đặt cho cái món nước này là quần đảo tình yêu, tại vì nó màu hồng xong rồi có một cái lá ở chính giữa, nó giống như một cái đảo vậy. Mà đây cái là một cái đảo, thêm cái này nữa. Đây một ly trà đá đó. Ok bây giờ mình sẽ bưng ra. Rồi ôi mình rất là hồi hộp. Cho bạn mình quay phim xíu, bạn đừng có ngại mình nha, tại vì mình làm cho trường á, mình làm ký sự. What? Đây bạn order một chè dâu đúng không? Dạ chè dâu. Đây cái món này có tên là đảo tình yêu. Rồi bạn uống thử. Bây giờ không, bạn đừng có ngại, bây giờ bạn uống thử. Bạn thấy ngon không? Ngon. Ok bạn uống nha, bạn uống vui vẻ nha. Rồi cảm ơn bạn. Đi. Thấy nói chung là mình thấy cái bạn đó hơi sượng á, mình nghĩ chắc nó dở lắm. Nhưng mà tại mình hơi đẹp quá nên là bạn đó cũng khó từ chối. Vậy thôi, không có gì hết. Hồi nãy mình quên đeo cái khẩu trang, giờ mình phải đeo vô để cho nó vệ sinh. Đây. Dạ luôn. Wow, đều liền quá. Thêm ly này nữa. Như đây đúng không? Được. Đây cái ly này là mình làm bằng tình yêu thương của mình đó. Đây bây giờ là mình phải rửa ly, bây giờ mình phải dọn bàn xong rồi mình sẽ rửa ly, mình sẽ dắt các bạn đi rửa ly nha, bởi vậy làm cực khổ. Chết rồi, phải rửa hết cái đống ly này. Ừ giờ mình sẽ lấy cái miếng chùi. Ok, rửa xong rồi nha mọi người. Cái này là để lát nhân viên khác rửa nữa. Mình rửa nữa thôi, mình là vô mình rửa cái đầu kiểu bỏ rác đồ thôi, còn ly thì người khác rửa. Tại vì chị chủ sang có nhiều nhân viên lắm, nhân viên rửa ly, nhân viên bỏ bã cà phê thôi, bỏ rác thải nhựa nữa, bởi vậy. Ok. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Và nếu như các bạn yêu thích video này, đừng quên nhấn like và cho mình một cái subscribe. Mình sẽ hẹn gặp các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn. Bye bye.